Tôn Đông Á hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 6 giờ 40 phút thì ban tổ chức cuộc đua cho các vận động viên cũng như là tất cả các bộ phận khác của đoàn đua tập trung ở khu vực dưới chân đèo Bảo Lộc để chuẩn bị xuất phát thi đấu chặng đua ngày hôm nay từ Bảo Lộc về Bình Dương. Đây là lần đầu tiên Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thi đấu từ Bảo Lộc về Bình Dương, và trong chặng đường dài 156 km này thì dự báo các cuộc chiến ở danh hiệu áo xanh top các vị trí hàng đầu của giải áo vàng cũng như là giải đồng đội sẽ vô cùng quyết liệt. Chương trình với sự đồng hành của nhà tài trợ Tôn Đông Á, ông Lê Văn Phú phất cờ cho các vận động viên bước vào chặng đua thứ 22 này, một chặng đường trường với rất nhiều kịch tính đang chờ đón chúng ta ở phía trước. Tay đua của Thanh Tùng sau khi leo lên lại vị trí thứ nhì ở trên bảng tổng sắp cá nhân sau Nguyễn Thành Tâm ở chặng đua ngày hôm qua, thì chắc chắn ngày hôm nay sẽ là một chặng đua mà các tay đua quân khu 7 của Thanh Tùng tiếp tục tổ chức tấn công. Mặc dù với khoảng cách 3 phút 23 giây so với Thanh Tâm, nhưng Thanh Tùng và các đồng đội của mình đã chơi quá hay trong ngày thi đấu hôm qua. Ngày hôm nay thì chính họ là những người đẩy các vận động viên còn lại lên phía trên trước để tổ chức tạo ra tốc độ. Đọc được ý đồ chiến thuật của các đối thủ đến từ quân khu 7 và quân đội, những tay đua An Giang và bảo vệ thực vật An Giang chủ yếu làm đầu máy kéo từ khi xuất phát. Nhưng vào đến khu vực đèo Chuối thì chúng ta thấy là đã bắt đầu có sự tính toán phân chia. Một nhóm các tay đua gồm Duyên Hua Đồng Nai, rồi Thành phố Hồ Chí Minh Anh Văn Hội Việt Mỹ và Dược Domestic Đồng Tháp cũng như là quân khu 7 đã tấn công lên phía trước, nhưng rõ ràng là họ chưa tạo được khoảng cách với đoàn đông ở phía sau. Hai tay đua Trần Nguyễn Duy Nhân và Huỳnh Anh Tùng thay nhau tấn công ở trong 15 km đầu tiên. Áo vàng Nguyễn Thành Tâm vẫn đang chơi với sự bảo bọc có thể nói rằng rất kín kẽ của các đồng đội. Tốc độ trong những km đầu tiên đã được đẩy lên trên 45 km một giờ. Chúng ta thấy là Nguyễn Thành Tâm, Lê Ngọc Sơn, Trịnh Đức Tâm, Nguyễn Hoàng Giang rồi Huỳnh Thanh Tùng luôn đi cặp kè với nhau. Họ đi luôn ở trong nhóm đầu của đoàn đông để kiểm soát tình hình. Vào đến khu vực tiếp tế ở Tân Phú thì Huỳnh Anh Tùng đã tranh thủ lùi lại ở phía đằng sau trong sự quyết liệt tấn công ở phía đằng trước. Chúng ta thấy là anh chờ những chỉ đạo của huấn luyện viên Trần thôi. Một nhóm các vận động viên khoảng 12-13 tay đua đã tách ra được phía trước, nhưng Huỳnh Anh Tùng và áo vàng vẫn còn ở lại phía đằng sau. Như vậy là chỉ vào lúc 8 giờ kém 5 phút thì đoàn đua bắt đầu thi đấu qua sprint 1. Một nhóm các vận động viên mạnh đã tách ra khỏi đoàn đông ở trung tâm La Ngà trước đó. Ở trong top 1, họ tăng tốc rất mạnh. Một chiếc áo của Dược Domestic Đồng Tháp đã vượt lên phía trên Nguyễn Tân Hoài. Nguyễn Tân Hoài, người thắng chặng đua ngày hôm qua, đã thắng thêm sprint 1 ở cuộc đua ngày hôm nay. Như vậy là đúng 8 giờ thì đoàn đua đã vào khu vực cầu La Ngà. Các bạn có thể thấy được những góc độ khác nhau của cầu La Ngà, một địa danh rất quen thuộc với những người hâm mộ cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trong suốt 30 năm qua. Chúng ta thấy là chỉ có Ali Khademi và Javier Perez cũng như là Nguyễn Tấn Hoài
cùng Trần Thanh Điền là có sự tích cực trong việc làm đầu máy kéo và tạo tốc độ, duy trì tốc độ 50 km/h. Trong khi đó thì vận động viên Trần Lê Minh Tuấn của quân khu 7 là người không tích cực hưởng ứng việc giữ tốc độ. Bởi vì lý do như thế nào thưa quý vị và các bạn? Khi mà Ali Khademi, người đang đứng ở vị trí thứ tư ở trên bảng xếp hạng, với khoảng cách thời gian chỉ kém Huỳnh Thanh Tùng chưa tới 10 giây, thì Trần Lê Minh Tuấn sẽ không hợp tác với các tay đua của An Giang và bảo vệ thực vật An Giang để duy trì tốc độ. Đây là đòn tấn công của ekip An Giang với hai mũi nhọn ngoại binh là Ali Khademi và Javier Perez. Ngày hôm qua thì họ đã để cho Huỳnh Thanh Tùng leo lên vị trí thứ hai, đẩy Nguyễn Hoàng Giang của hạng Ngọc Trời An Giang xuống vị trí thứ ba. Ngày hôm nay thì huấn luyện viên Lê Thanh Liêm đã dùng bài tấn công khác, đẩy Ali Khademi và Javier Perez lên tấn công. Ở top thứ hai, nhóm thứ hai của đoàn đông, và chúng ta có thể thấy là các tay đua đang xếp một hàng dọc để núp gió và tiết kiệm năng lực của mình. Lúc này thì top thứ hai vẫn đang giữ tầm để có thể tung sức và thu ngắn khoảng cách với nhóm đi đầu. Tuy nhiên, với cách thi đấu với chiến thuật như thế này thì chúng ta có thể thấy là ekip bảo vệ thực vật An Giang, hàng Ngọc Trời An Giang cũng như là các ekip đang có lợi thế trên bảng tổng sắp ở giải cá nhân cũng như là giải đồng đội, đang chủ động về mặt tốc độ. Họ cũng không vội vàng gì tăng tốc để mà thu ngắn khoảng cách so với nhóm 1. Bất lợi đang thuộc về các học trò của huấn luyện viên Trần Thôi. Tuy nhiên lúc này thì có vẻ như sau khi nỗ lực cố gắng thu ngắn khoảng cách thì các học trò của huấn luyện viên Trần Thôi cũng đã bắt đầu thấm mệt và đang xếp tài ở phía sau để chờ đợi những cái đợt tấn công hoặc là những cái diễn biến bất ngờ, những cơ hội nào đó để có thể thay đổi cục diện hiện nay. Áo vàng Nguyễn Thành Tâm, áo xanh Lê Nguyệt Minh, áo chấm đỏ Louis Desirac và áo trắng Ngô Văn Phương đều đang có mặt ở top thứ hai này. Chúng ta có thể thấy là Lê Nguyệt Minh đang bám như hình với bóng sau lưng của Nguyễn Thành Tâm. Còn Mai Nguyễn Hưng, Lê Ngọc Sơn cũng là những trợ thủ đắc lực cho hai đối thủ Nguyễn Thành Tâm và Lê Nguyệt Minh. Trong khi đó, ekip Dược Domesco Đồng Tháp, sau khi tay đua Trần Nguyễn Minh Trí không gặp may mắn ở chặng đua ngày hôm qua về đến Bảo Lộc, thì ngày hôm nay rõ ràng thì huấn luyện viên Trần Văn Quýt đã bị thiệt thòi về mặt quân số. Và hiện nay thì chúng ta thấy từ đầu khi xuất phát chặng đua này đến thời điểm này thì các tay đua của Dược Domesco Đồng Tháp cũng chỉ nằm ở phía sau lưng của hai ekip là An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh. Có vẻ như tình huống hiện nay trên đường đua đang khá là bất lợi đối với Huỳnh Thanh Tùng cũng như ekip của anh, phải không ạ? Xét về thành tích cá nhân của các em, các vận động viên đi top đầu thì hiện tại đội hình Thanh Tùng là bất lợi về cá nhân hạng nhì, nhưng đối với chúng tôi thì cũng không có gì là phải lo lắng trong cái này, vì chúng tôi đã cho đưa em Trần Lê Minh Tuấn vào vị trí này rồi, nên là chúng tôi chấp nhận để thay đổi vị trí chỗ em Tùng với anh Tuấn, nên là chúng tôi không có việc gì mà phải lo lắng ở cái tình huống hiện nay. Tình hình mà bình luận viên Đức Phát đã chia sẻ đến quý vị và các bạn ở trong nhóm 2 thì rõ ràng lúc này các tay đua của quân khu 7 rất mong muốn để có thể bắt kịp với các vận động viên ở nhóm đầu, nhưng rõ ràng là họ cũng phải chờ. Họ chờ đợi cho các vận động viên ở trong nhóm đầu thấm mệt, chờ đợi các đồng đội của Huỳnh Thanh Tùng hồi lại thể lực rồi mới tấn công tiếp. Nhóm 1 đi với tốc độ vẫn trên 50 km/h và họ vẫn còn đang cách ngã ba Dầu Dây chỉ khoảng chừng 5 đến 6 km nữa mà thôi.
Nếu đưa ra một quyết định sai lầm thì quân khu 7 có thể nói rằng sẽ mất sức rất nhiều, và khi vào chặng đua ngày mai thì họ sẽ càng gặp khó khăn hơn. Trên mảnh nhỏ quý vị và các bạn là nhóm 1, các vận động viên đã vào khu vực ngã ba Dầu Dây. Khoảng cách lúc này giữa hai top vẫn đang là một phút, hơn một phút. Và diễn biến trên đường đua so với cách đây 5 phút thì cũng không có gì thay đổi nhiều. Các vận động viên vẫn đang nỗ lực để duy trì khoảng cách. Các tay đua ở trong nhóm 1 này chỉ còn cách sprint thứ 2 vào khoảng 2 km nữa mà thôi. Nếu chúng ta bắt gặp hình ảnh Ali Academy tấn công lên phía trước, cạnh tranh sprint thứ 2 với Nguyễn Tấn Hoài thì rõ ràng là điều hợp lý khi Ali Academy cần dây thưởng ở giải áo vàng. 3 người về nhất nhì và 3 ở sprint lần lượt đạt được các thời gian thưởng ở giải áo vàng là 3 giây, 2 giây và 1 giây. Vâng, các vận động viên đã nhấn bàn đạp tấn công. Trần Lê Minh Tuấn ở đằng sau tấn công trước, anh nằm nghỉ ở đằng sau nãy giờ thì có được thể lực rất tốt. Chúng ta thấy là Nguyễn Tấn Hoài đã vẫy các vận động viên khác tấn công lên. Trần Lê Minh Tuấn đã cán mức sprint đầu tiên. Lúc này thì chúng ta cũng có thể thấy nhóm 1 đã chui xuống hầm chỗ cầu Đồng Nai. Khu vực này trước đây là ngã ba Vũng Tàu và các tay đua đã qua hầm để chuẩn bị hướng về Tân Vạn rồi rẽ phải về Bình Dương. Hình ảnh phải nói là rất đầy đủ với những nỗ lực của đài truyền hình Hồ Chí Minh, thì tất cả khán giả hâm mộ đều xem được tất cả những cái góc cạnh từ trên cao dưới thấp, góc cận, góc trung và góc gần đối với tất cả các vận động viên trong nỗ lực thi đấu tấn công trong suốt một chặng đường dài. Ngày hôm nay thì các tay đua đã thi đấu với một chặng đường dài 156 km. Ngày mai thì là một chặng đua dài 190 km cũng sẽ được truyền hình trực tiếp nguyên chặng. Ở đây thì mật độ giao thông phải nói là khá cao và các tay đua vượt qua trạm thu phí. Như vậy là lúc này thì top 1 vẫn đang bao gồm các tay đua rất mạnh như là Javier Perez, như là Ali Academy, rồi Edgar Nieto, và họ đang tiến lên cầu Đồng Nai. Như vậy là từ đây về đến đích chỉ còn không xa nữa mà thôi, và chúng ta cũng đang thấy những nỗ lực dẹp đường, bảo vệ đường đua cho các tay đua của lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai, rồi của lực lượng mô tô bảo vệ ở trên đường. Như vậy, theo thông tin từ bình luận viên Quốc Việt vừa nhắc lại cho chúng tôi thì khoảng cách giữa nhóm 1 và nhóm 2 đến 1 phút 30 giây chứ không phải là 30 giây. Vậy là đây là một khoảng cách cũng khá lớn. Nhóm 1 và nhóm 2 vẫn duy trì một cái khoảng cách ổn định từ hơn 2/3 chặng đua ngày hôm nay. Ngày hôm nay khi mà các tay đua trong nhóm 1 phải nói là có quá nhiều tay đua mạnh nên họ luôn luôn tạo ra một khoảng cách ổn định. Vậy là khoảng cách đã là 1 phút 50 giây. Như vậy chúng ta phải chờ xem trong vòng khoảng 10 km sắp tới thì các đua sẽ, đặc biệt là các đua ở trong top đồng này sẽ thi đấu như thế nào. Bởi vì ở trong vòng khoảng 10 km trước khi về đích, nếu như khoảng cách vẫn được duy trì ở mức 1 phút 50 giây hoặc là 1 phút 30 giây thì có thể nói là sẽ rất khó để cho các đua trong đoàn đông có thể đuổi kịp với các đua trong top đầu. Dù rằng ở trong cuộc đua cúp truyền hình năm 2018 này thì đã có những chặng đua mà các đua trong top đông đuổi kịp với top đi đầu trong vòng khoảng vài km trước khi về đích mà thôi. Đặc biệt là ở trong chặng đua từ Lạng Sơn về Hà Nội thì khi còn cách đích chỉ có 400-500 m, các đua trong top đông mới bắt kịp với các đua đi đầu. Vẫn đang là góc quay rất đẹp từ trên flycam
cho chúng ta thấy toàn cảnh lộ trình thi đấu của các vận động viên vào lúc này. Và ở phía xa đang là đỉnh núi Châu Thới, một địa danh du lịch khá nổi tiếng tại khu vực Bình Dương. Bây giờ thì các đua đã tiến lên khu vực đường cao tốc Tân Vạn. Mặt đường vẫn đang được dẹp một cách rất rộng thoáng để đảm bảo cho việc thi đấu của các đua. Và tốc độ ở trong tốc đồng vẫn đang được duy trì ở mức khoảng 45-46 km/h. Với tốc độ cao như vậy thì chúng ta thấy họ không thể đi với nhau thành một chùm đông, mà đã được kéo giãn ra, tất cả đua kéo giãn ra thành một hàng dài ở trên đường. Bây giờ quay trở lại với các đua ở trong top dẫn đầu, 6 tay đua vẫn đang là 6 tay đua ở trong top đi đầu. Và lúc này thì tay đua Nguyễn Tấn Hoài của Dược Domestic Home Tháp đang lùi lại xe tiếp tế của đội mình để lấy tiếp tế, và cũng là để tranh thủ nhận những chỉ đạo và chiến thuật của huấn luyện viên Trần Văn Quýt. Còn người đang làm máy kéo của top 1 đây là tay đua Javi Perez, tay đua của đội Hạt Ngọc Trời An Giang, và đang hợp sức với anh đó là Ali Khademi. Rồi ngay phía sau lưng đó là tay đua mang số đeo 46 Edgar Nieto. Trần Lê Minh Tuấn có vẻ như vẫn không muốn hợp sức mình vào để đẩy cao tốc độ của top 1 này hơn. Ở trong đoàn đông này vẫn đang là các đua của thành phố Hồ Chí Minh Anh Văn Hội Việt Mỹ và thành phố Hồ Chí Minh Minh Giang làm máy kéo. Các đua của quân 7 và quân đội đã lùi lại một chút. Như vậy là vừa rồi thì ở phía dưới mặt đường chúng ta thấy đã có bản thông báo của trọng tài là còn khoảng 500m nữa là về đến đích. Bây giờ thì họ chuẩn bị rẽ vào khu vực đường thẳng trước đích đến. Và bây giờ sẽ là nước rút của các vận động viên Nguyễn Tấn Hoài, Trần Thanh Điền, Edgar Nieto. Trần Thanh Điền đang vượt lên nhưng sau đó là Nguyễn Tấn Hoài. Chúng ta hãy chờ xem. Nguyễn Tấn Hoài đã là người về đích đầu tiên ở trong trận đấu này. Và vị trí thứ hai chính là Trần Thanh Điền, tay đua của thành phố Hồ Chí Minh Anh Văn Hội Việt Mỹ. Và rõ ràng thì chúng ta cũng có thể thấy được là ý đồ của Nguyễn Tấn Hoài như thế nào khi mà anh đã luôn luôn dưỡng sức ở trong suốt chặng đường vừa qua. Không có thể cải thiện được thành tích nhưng giành chiến thắng cũng là điều quan trọng. Còn bây giờ là nhóm thứ hai với các tay đua Lê Nguyệt Minh rồi Nguyễn Thành Tâm. Nhưng rõ ràng là Nguyễn Thành Tâm cũng không quá tích cực để tranh giành với Lê Nguyệt Minh ở trong chặng đua này, bởi vì phía trước đã là 6 tay đua đã cán đích đầu tiên. Ngày hôm nay đúng là một ý đồ chiến thuật rất là rõ ràng của thầy trò huấn luyện viên Lê Thanh Liêm khi luôn luôn để cho Ali Khademi cũng như là Javier Brest luôn luôn ở nhóm đầu, nhưng vẫn luôn luôn giữ một vị trí là khoảng từ một phút hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc là bảo đảm cho vị trí của Nguyễn Thành Tâm vẫn giữ được áo vàng, và bên cạnh đó là cải thiện được thành tích đáng kể cho Ali Khademi. Khi giở cờ xuất phát thì đội quân khu tấn công liên tục, và đội An Giang đã gà những vận động viên mà có bản công sắp chưa dưới phía sau Quỳnh Thanh Tùng để có thể tấn công, để bỏ lại Quỳnh Thanh Tùng phía sau. Và khi đội An Giang tấn công thì đội An Giang không còn làm máy kéo nữa, và những vận động viên có thể hành trang đồng đội thể tấn công vào và tạo thành một mà một để kéo nguyên đoàn đông đi. Chúng ta hãy chúc mừng cho tay đua Nguyễn Tấn Hoài của Dược Domestico Đồng Tháp. Ngoài phần thưởng giá trị hiện vật với chiến thắng trị giá là 20 triệu đồng cho tay đua giành chiến thắng chặng, thì các vận động viên còn nhận được biểu tượng vui của cuộc đua, đó là chú ngựa thần tốc Speedy. Xin nhắc lại, tay đua giành chiến thắng được nhận phần thưởng trị giá đến 20 triệu đồng.
xin chúc mừng thành tích của 5 vận động viên. Áo trắng là được trao cho tay đua có thành tích trên bảng xếp hạng và có tuổi đời trẻ nhất. Ngô Văn Phương đã giữ chiếc áo trắng liên tục trong những chặng đua vừa qua. Hiện nay thì Lê Nguyệt Minh đang có số điểm vượt trội so với đối thủ ở vị trí thứ hai là Nguyễn Thành Tâm. Và sau 22 trận đua, Nguyễn Thành Tâm của Hàng Ngọc Trời An Giang vẫn bảo vệ thành công chiếc áo vàng của mình. Xin mời Nguyễn Thành Tâm và ban tổ chức xin kính mời ông Nguyễn Phú Yên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương lên mặc chiếc áo vàng sau 22 trận đua cho tay đua Nguyễn Thành Tâm. Với trận ngày hôm nay thì tụi em chạy khi những nhóm có tổng sắp ra thì tụi em vào thì lúc nay thì em cũng bất lực thì em ra mây đi trước thì em không có vô được thì đó và sau đó em kéo vô thì kéo không vào thì hôm nay hô thì ngày mai tụi em sẽ cố gắng hết mình để gỡ giờ lại. Như vậy là Nguyễn Tấn Hoài của Dược Đô Mexico Đồng Tháp đã có một chiến thắng chặn nữa. Nhưng rõ ràng quý vị và các bạn vừa theo dõi chia sẻ của Huỳnh Thanh Tùng thì ekip quân khu 7 và chính tay đua này đã có một chặn đấu không thành công. Ngày mai thì họ sẽ còn phải gặp rất nhiều khó khăn trong chặng đường dài từ Bình Dương về Cao Lãnh. Chiếc áo vàng thì Nguyễn Thanh Tâm vẫn đang vững vàng, nhưng các bạn có thể thấy là vị trí thứ nhì, thứ ba, thứ tư và thứ năm ở trong top 10 của giải cá nhân. Vô cùng quyết liệt, cạnh tranh từng giây một. Và ở giải đồng đội cũng như vậy. Ngày mai thì xin được nhắc lại là các tay đua sẽ thi đấu trận tiếp theo từ Bình Dương về Cao Lãnh, đường dài đến 190 km. HTV sẽ truyền hình trực tiếp trận đua này ở trên kênh HTV9 và kênh HTV Thể thao từ lúc 8 giờ và các trang mạng xã hội của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Cảm ơn nhà tài trợ Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chúng tôi. Chặng đua thứ 23 của Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 30 non sông liền một giải từ Bình Dương về Cao Lãnh, Đồng Tháp là chặng đua dài nhất trong 1/3 lộ trình còn lại. Các danh hiệu áo vàng, áo xanh và đồng đội vẫn chưa ngã ngũ. Chính điều này càng làm tăng tính hấp dẫn và kịch tính của chặng đường then chốt này. Mời quý vị đón xem truyền hình trực tiếp chặng đua thứ 23 của Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 30 từ 8 giờ ngày 22 tháng 4 trên HTV9 và HTV Thể thao cùng các trang mạng xã hội của HTV.